Bà con bác thân mến, nếu mà nước nổi về thì nó sẽ tràn đồng, và thường thường á, ở trên đồng á, thì nó sẽ có chuột á, thì nước tràn như vậy thì chuột nó sống ở đâu? Thì chuột nó sẽ lên những cái cây gáo đó. Bà con bác thấy những cái cây xanh 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 đó không? Đó là cây gáo, nó sẽ ở trên cây, và thường thường thì người dân cũng có một vài người họ ra họ bắt chuột để về họ bán. Đó, có thể đi ban đêm hoặc đi ban ngày. Bạn Thái với lại bạn Hào đang khiến cái máy xuống để tăng cường đi, mình phải đi hai ghe hả? Tới những cái là cây gáo nha bà con, có gì không? Có không? Coi, để tao tới tao bắt cho. Đừng có làm cho nó động nó chạy nhau. Đâu đâu đâu, từ từ. Anh sao làm lại hai này cho em? Từ từ. Biết chục cái luôn hả? Đâu? Đâu 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 đâu. Có ông đâu vậy không vậy? Có rắn luôn trời. Động chưa thấy con gì vậy? Đâu đâu? Đâu rắn kia. Vô. Sát vô, sát vô kịp. Ui ui. Chết rắn. Bắt rắn kìa đây, kẹp. Kẹp đây. Kẹp kẹp kẹp. Kẹp kẹp. À bắt. Cuốn là kẹp, bắt cục là kẹp. Ở không thì kiện gắn trong đó cũng được. Được. Ủa tao. Thì kiện có phát hiện chứ bộ. Dính chưa? Dính chưa? Trời gắn bà. Ôi tao em tiếp. Cá hầu. Bắt em tiếp. Ai giật tay vậy? Trời ơi, trời ơi, năm hay thiệt chứ. Năm là chịch cái là bách sát luôn. Chịch cái là nó dính luôn kìa. Ôi, hai thì còn mà khóc hoài không. Nó bắt mắt. Nó bắt kìa. Hả? Không nhiều hả? Chụp cái động này rút ra. Gặp con rắn thì mình phải dùng hai tay cặp ngay chộp cổ nó liền, đưa lên như một điếu thuốc vậy nè. Con rắn bự quá là mình phải chọc cầm cái đuôi lên nè, quay nè. Anh năm chọt hả? Anh năm chọt con ngắn hả? Chọt cái năm nào? Mày chọt là dính luôn gắn thôi lại đó hả? Ờ, con chịu bị đâm vô rồi, phải tao nghe lời thì tao cầm cái gặp luôn rồi. Cái hàng ông nội đó đó. Khóa game không à? Con gì anh? Con gì anh trúng không? Trúng không anh? Dễ gì anh chọc vậy bắt nó được hả? Anh thấy cái này coi bộ mong manh quá à. Con chuột của tao đó. Chuột để đây nè, chứ không phải chuột mày đâu. Đâu, để tao. Nhìn đi. Lặn đâu rồi? Chắc
cá đảo ngược vô hay chú ơi. Nó bơi nước mà. Đây nè, nó bơi nước mà. Nó bơi nước mà. Nó bơi luôn nè. Nó vòng vòng nè. Tao. Rồi nó lộn được kêu ai tại mùa nước nó nói vậy. Kìa, để tao dùng nước nha. Kìa. Lại tao coi. Chuột cháu chuột. Lại con gì đen thui cái nổi ăn kìa. Lại coi coi. Lại đây coi thấy. Lại chuột nó xanh mặt. Con gắn thằng này nó. Nãy tao cầm gái là đâu. Nó thành tích của mình trước kìa. Nãy nó nghiêng cái dạp. Thôi tao dính rồi. Hả mày tao dụng xíu ra. Này lấy gì đựng. Lấy gì đựng. Hồi nãy có đem đựng không? Có đem đồ đựng không? Đem thì đập. Cũng cũng cho đây đi, cục giò đó đi. Nè cầm. Thôi. Cầm. Con tổ không dám đụng. Cầm không dám cầm mà đập nắng thôi. Tao chỉ cầm con rắn thôi. Rồi, cầm đi. Cầm nha. Rồi lên đây. Ok. Lấy cái bọc này đựng. Có cái bọc này. Đây em bẻ gần. Em bẻ gần. Không. Không, em bẻ gần, em bẻ gần. Chuột gì vậy? Chuột này chuột cơm. Rồi một xíu hả? Mà một xíu hả? Bự chứ, từ từ nó mới bự. Bẻ gần. Anh thấy không, anh nói rồi, chọn thầy này không bao giờ sai. Dở lên nè con. Ồ, à, cua đặt bằng bắp vậy hả ta? Ồ, có mấy con à? À, là con này ốc không à? Ồ, đây là một cái lụp cua. Ồ, rồi, thả lại cho người ta, thả đúng không con? Nó chìm xuống thôi, cua vô thôi. Hay ha. Đủ phương kế của sinh luôn. Tôi cho luôn. Đâu ra không phải bên đây. Dạ. Đi nào, chỗ khác. Dạ. Chỗ khác là gì? Chỗ sao không ra? Đâu rồi? Chỗ khác cái bánh cục đó hả? Không phải anh Thái nhảy kìa. Thầy nhảy nói con cái tiếng thầy. Nó nặng lâu quá ha. Nó đầu lâu lắm. Nó đầu lâu lắm. Nó dài lắm. Nó mệt. Tại vì cái đó ngoài đồng trống mình dán cái đồ. Thì nó tụt lâu kìa. Nãy con chuột luôn á hả? Chuột. Cái thôi lưới kia nãy đâu lên. Cái thầy ơi thầy. Đâu? Chuột bự. Đồ đâu ta? Nó nóng qua đó đó. Đâu để tao. Để tao thể hiện coi. Bao nhiêu năm học võ để làm gì? Để tao bắt chuột coi. Nó lặn mất tiêu rồi. Đâu à? Đó con nữa. Con nữa hả? Con mối. Có gì anh? Con mối. Con mối hả? Con mối nó cũng lên cây luôn mấy con. Qua qua đẩy qua luôn, đẩy qua luôn kịp. Qua luôn kịp. Đẩy qua rồi. Ừ. Bờ qua được không? Qua luôn con. Qua đây chú bắt coi. Chú đâu có thể thu chú Thái được. Để chú. Cố lên này ơi. Cố lên. Bắt chuồn chuồn tính không? Bắt chuồn chuồn nhiêu? Cái này
chuột nữa mà. Hai con chuột chút xíu mà. Đồng. Rồi. Ướt như chuột lột. Ướt như chuột luôn. Qua đây đi. Sao vậy? Con chim nữa. Trên đọc đó. Đó đó. Rớt xuống rồi. Đừng bỏ nó, rớt xuống rồi. Rớt nước hả? Động cái tán nữa hả? Rớt rồi. Cái này gầm quá à. Nó lặn lâu lắm. Nó gầm bìa gầm kìa. Không thấy đường. Ừ, nó hai đầu à. Nó hai cái nữa là dầu đó. Nó lặn hay lắm. Đây sâu à. Cái này là mấy mét anh Tý? 3 mét luôn. Có là cái này để nhảy cái đụng điện. Trong đó có chùm lá đó. Không có. Có là nhảy gắn xuống bên anh xuống giữa ha. Rồi, tao quấn cổ luôn. Tao làm thân tròn luôn à. Nó lặn nó bám vô đâu đó xíu à, nó ngấp cái mũi nó thở đâu biết được. Cục đen đen nó phân trời không phải. Mấy chục này chục nhỏ không. Ờ. Nãy giờ mình bắt quá trời có được hai con. Bên kia thì chưa bắt được con nào hết trơn. À, hơi tiếc một xíu là cái đoạn hồi nãy Khương vừa bắt được hai con này Khương vừa không có quay hình được các bà con bác. Hơi uổng. Nãy biết sao. Hồi nãy là vậy nè bà con bác. Thì nó hồi nãy thì nó ở trên cây á. Dạ nó ở trên cây thì nó nhảy xuống cái nó bơi ngang nè Khương vừa nha. Khương vừa kẹp chặt chặt nó coi kìa. Dây lên dính đó. Cái Đâu. Đâu để tao. Đâu để tao, còn nó mời. Còn hơn chút xíu mà. Để tao. Thằng cứ dành dịch không à. Để tao ở đà, để mày nè. Đây. Đâu. Còn đông nữa đâu, có nữa đâu. Gặp tới chết luôn. Đây nè. Lặn sâu chứ. Còn con nữa đó nha. Con bự nữa đó. Là nhỏ mà con bự này đó. Đó thấy không? Con bự nữa đó. Tôi đâu rồi? Cá bự đâu đây? Đâu? Đây nè. Ai dính ra nè? Thiệt bự lắm nè. Cái lưới đâu rồi? Phụ anh Thái. Đừng đập. Tiêu rồi. Ờ nước này cũng xong bộ. Đây lập cua. Cái này khoảng mét rưỡi anh. Cua nè. Cái lạp gì là dính ít cua hả con? Vậy đâu có nhiều cua hả? Cua nhỏ nhỏ hả? Cua này nó bò ra ngoài luôn. Có không? Trời ơi. Thấy không? Có gì đâu. Thấy không? Trời. Nếu mà ở giữa đồng này nếu mà không có ráo thì nước lên nó chết hết trời. Thấy không? Bò vô bờ ơi. Bò sao kịp? Gần tới là nó bò đi rồi, chuẩn bị bò đi rồi. Trời ơi, con rắn kìa.
Gắn hả? Gắn này thui kìa. Chờ chưa kìa. Hả? Kìa kìa. Mười ngày kìa. Thái ơi, Thái ơi. Gắn hả ơi, Thái ơi. Dính rồi. Dính rồi Thái ơi. Để tao. Có gì đâu mà sợ. Để tao không ai. Ừ. Ừ. Thủ đi. Chốt hả? Thở đây, thở đây, thở đây, thở đây. Thở đây, thở đây, thở đây, thở đây. Thở đây. Đang. Thở đây, thở đây, thở đây. Kiến không? Thở đây. Ờ, kiến. Hai con hả? Hai con ngủ hả? Đừng, đừng, dắt eo. Không có té. Té rồi. Em không biết bơi đâu. Thở đây. Thở đây, thở đây, thở đây. Có nó bắt mở mang tầm mắt chứ đưa con đi nhầm không. Làm gì? Bà đâu? Bà chim hả? Để phụ anh đi. Nhưng mà ta làm gì? À ta tắp vô đó ta giữ thôi phải không? Đâu, 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 chuột dính nước là bán không có giá. Vừa là nó vừa là tập là chuột kết là chụp không à. Tại bữa nay tao đi tao mặc lộn quần màu hồng nên tao không có chụp đó. Cái vỏ xe. Không trên cao nữa. Anh thấy đường em thấy. Rồi lao đi đâu đây. Ô chiến lửa nó cắm. Cao lên, cao lên, cao lên. Dạ. Còn được không? Được xuống đây thôi. Được, được, đây hết cái lửa rồi. Rồi. Lửa nó từng dưới. Rồi. Dạ mấy chú ơi. Dạ mấy chú ơi. Nè nè. Nè chưa, nè chưa. Đó, đậu. Đó. Nó lên, nó lên, nó lên. Mày thấy em tới cái đọt không? Nó lên đọt rồi. Em tới cái mày lấy tay em chụp nó luôn. Lên luôn đi. Mặt sống nó luôn. Thằng anh cầm cái cây mém. Dạ, rồi buông đi, buông đi. Ờ, buông đi. Mày lên tới cảnh đi. Mày mặc nó luôn. Cẩn thận nha mày. Bà con cô bác thân mến, thì bữa nay tôi vừa có dịp về với quê miền Tây á, vào mùa đất nổi á, thì nghe nói bà con cô bác ở đây nói là có nhiều chuột lắm, cho nên Khương vừa có thuê hai bạn trẻ ở là người địa phương đây đi theo đây bắt chuột để biểu diễn, để Khương vừa quay clip cho bà con xem. Nè, nè. Đây là bà con bác, đây là anh này chim biểu diễn chuột. Không bay như đạn không? Thấy không? Mày thấy đó không? Không thấy, không thấy. Được, không thấy nó cũng chết chưa. Ok, đập vô. Mấy mày gót xuống thôi, tao biểu diễn coi. Sợ nó bị gót xuống đó. Nó trở ngay đọt đó. Ủa, đó. Đâu vậy? Đâu vậy? Cuối kìa. Thấy không? Đâu, mày kè nó luôn, mày kè nó. Thấy đâu trời. Qua đây nè. Chụp qua đây nè.
Qua đây Tiến ơi. Từ từ. Để cho Khương nó bay. Cái sụt nãy giờ tôi bắt được chuột nè. Ở đó. Trời ơi, nó lội đã đi. Nó lội đã rồi bắt được á. Như mình phải con bữa nó chứ. Rồi bắt cái con đi. Rồi chìm luôn á. Muốn đâu trời. Trời nó đổ rồi nữa vậy. Kìa kìa. Ngay dưới trời, chuột ngay dưới trời. Ngoài ngoài trời. Kiếp. Ghi được bàn vinh dự. Ghi được bàn vinh dự. Nhường cho nó, nhường cho nó đá bàn vinh dự. Nước nó ngập quá rồi. Hả? Bới luôn bãi gần nó cái, bãi gần nó cái. Nhưng mà căn ký tính không? Căn ký của bàn ông đó. Bên đây bà dính con hết kìa, không có nhường bàn cho ông đó. Bãi gần là vậy hả? Bắt tàn nước cái gì? Bút bớt nước ra đi kìa coi. Ra không tạ hết chừng. Hỏa nước rồi. Đưa cái kia chủ tạch cho khu em. Đi ra chị. Cầm đi. Cá bài.
Bắt chuột mùa nó nổi. Dở lên nước sôi nó chết hết, ngập nó chết hết. Dở lên vậy đó để nó ngập nước nó chảy lên, dở lên bỏ bắt chuột á. Nước sôi dưới thằng gì trời. Hả? Tại mình cũng lắc nhiều à. Còn nữa không? Cái đó là hai cây, hai con là bắt được hết luôn hả? Khoảng ngọn chưa? Tự nhiên đi. Chị nói đâu? Dạ? Bước lên. Con gà sao đi, bước lên sao sao? Kịp không? Tát gì nổi, tát nó. Mưa nước nhiều lắm. Đi vô nước rồi. Bị lũng xuông rồi. Cứu hộ đi, cứu hộ. Vô nước rồi. Đưa sao luôn hay sao? Dạ. Đi sao? Nó mọc nó ẩm trước thôi, nó không chìm đâu. Nó chỉ vô nước hơn xíu thôi mà. Tổng cộng bắt được 5 con chuột bà con bắt. Bến đậu Thương Dừa bắt được 4 con, đội Há bắt được 1 con. 8 con. Dạ rồi, nói chung là lần đầu tiên mà Thương Dừa đi bắt chuột mùa nước nổi luôn á. Mà cái này nó không phải đầu mùa kìa. Đầu mùa nước nó mới vô tràn đồng á, là lúc đó mà chuột nó không có cho ở thả, nó sẽ leo lên cây thì lúc đó sẽ rất là nhiều. Còn bây giờ thì chỉ còn một vài con à. Rồi mới mốt nước kiểu này chắc không cạn xuống chắc không ngoài đồng. Bởi vậy nước ngập vậy nè, xong ở ngoài đồng nó sẽ hết chuột để nó không có cắn phá mùa màng. Dạ rồi, bây giờ mấy anh em cũng vừa sẽ về trở lại cái chòi của anh Tiến cho bà con bác, cũng là bà con bác thôi, mình tạm biệt sức khỏe. Dạ, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại anh.